nói chào ông bà cô chú. Chào chú. Bữa nay Tâm Tâm đi học mà không chịu về nè ông bà cô chú ơi. Ai về với cô bánh chơi với mày rồi. Bữa nay đón về mà không chịu về luôn bà cô chú ơi, ở đây chơi nè. Em xin chào bà cô chú. Chào nhìn đây nè. Em xin chào bà cô chú. Bữa nay Tâm mẹ bị mất kính bữa rồi. Sao? Bữa nay Tâm mẹ mất. Tâm mẹ bị mất kính hả? Dạ. Không phải Tâm mẹ ruột ở đâu đâu mà Tâm mẹ cài em áo vô gớt đó. Ôi ơi cái kính đẹp gì mà mất ta, uổng ta. Rồi lấy cái gì mà mang? Con nói cho ông bà cô chú nghe, con thích mẹ đón con hay là thích cha đón con? Cha đón con. Lý do? Mẹ đón con. Là cha muốn kiểu. Bữa nay cha mày không có đón Tâm được cho nên là Tâm chứng Tâm không chịu về luôn bà cô chú ơi. Con không có chứng đâu, tại vì con mất rồi. Bây giờ mẹ buồn quá là mẹ phải về một mình luôn, hai đứa ở đây chơi nha. Buổi chiều nay tan học mát mẻ quá không bà cô chú ơi, cho nên là Tâm ở sân chơi xíu cùng với mấy bạn. Hiếm khi được một ngày mát mẻ thế này không bà cô chú. Mỗi buổi chiều trước thì không nắng thì là mưa, có bữa nay không mưa mà mát nè, chơi thỏa thích luôn. Chị cũng cao quá nè. Ê con nghĩ gì đó. Mẹ trời, mẹ làm gì vậy á? Chị cứ nghĩ coi đầu đi. Mẹ gọi con lạ lắm quá. Chê mẹ gọi đầu hả? Bây giờ là chú Nhãn gọi hay sao? Dạ. Vậy là con tranh thủ đi, mẹ vẫn là chú Nhãn gọi đầu. Dạ. Thôi là mẹ về mẹ gọi đó. Đi nghe. Dạ. Con kêu Tâm em đi. Cái sân trường hôm nay thuộc về chị em của Tâm Tâm. Ở nhà cũng có xích đu mà ta. Xích đu này vui hơn mẹ. Đủ chưa? Đủ rồi đi về nha. Yeah. Rồi đi. Đó rồi. Buổi chiều mới đi học về. Đó, buổi chiều bữa nay là gồng rước lông luôn nha bà cô chú. Rước Tâm rồi cho Tâm đi gọi đầu xong đang đợi Lâm về. Gọi đầu không phức luôn. Không phức. Đầu thơm phức luôn. Bữa nay được gội đầu khỏe dữ gì ta. Sao không rủ cha đi với cha hớt tóc nữa nè. Sao bữa nay đem hai cái kiến màu khác. Mất rồi, bị mất cái rồi. Rồi, xong. Nè, đem cầm vô trong cất đi con. Nên là âm mềm á. Rồi, đi vô nhà cất cặp cất kiến nè. Tôi đâu lại nội coi coi. Tôi lâu nó mới về lần mà. Đâu đâu nhìn kỹ rồi Long ơi. Lại đây coi. Đó, tứ học sinh nè. Đây học sinh bây giờ là bự bự huynh đó kìa. Con là bự nhất lớp hả Long? Dạ đâu có đâu trời, lớp của người cao bự hơn con. Dạ. Bự nhất lớp. Dạ con là gần nhỏ rồi. Dạ, dữ hen. Mẹ cho con. Mẹ cho con. Cái ma mua đó. Rồi có cái màu. Cái màu tâm chạy lỡ con. Lộc bây giờ là ôm cái đèn trung thu suốt luôn hả Lộc? Cái đó là con rửa cho Lộc á. Ừ.
Rồi con lựa cho anh ba hả? Anh ba chứ. Anh ba. Ăn xong đi rồi lấy đèn ra chơi trung thu. Chơi trễ cũng được mà. Chiều mình lấy cái đèn ra mình đi vòng vòng chơi. Đi đâu? Vòng qua nhà ông chú rồi đó. Chưa biết sao. Sáng nay cô hỏi con là có ai hôm qua đi chơi trung thu không? À con không đi. Con trả lời sao? Con hỏi rồi con trả lời sao? Rồi con không có đi hả? Dạ. Phải rồi, ngày qua mưa mình ở nhà thôi. Các bạn đi hết trường. Các bạn được đi hả? Mình chơi ở nhà nghe con. Con nhuộm tóc mà mẹ không cho. Sao? Con nhuộm tóc mà mẹ không cho. Con tính nhuộm tóc luôn á hả? Nhuộm màu gì? Màu hồng. Trời ơi. Đâu rồi mẹ đâu rồi? Thôi nhuộm tóc á. Con thấy không biết rồi chú ba. Chú ba đi gọi đầu rồi nhuộm tóc luôn. Chiều nào có vừa quay chú ba ơi. Sao con? Nhìn đứa con chiều nào có quay với xem trời ơi bà công chúa à. Chú ba không hiểu. Chú ba hiểu hả? Em chia cho con kìa. Cảm ơn em. Cho con chào ông bà cô chú. Trời ơi. Chú ba con chú. Trời ơi, chú ba không hiểu nghe. Có Lộc chạy ra. Đây. Lúc này là Lộc quen với ông bà cô chú rồi, cái Lộc lúc nào cũng muốn chào ông bà cô chú hết nha. Người ta nhuộm tóc sao mà không cho? Đang đi gọi đầu đòi nhuộm tóc trời. Đòi nhuộm màu hồng mới ghê chứ. Con đâu xanh. Xanh hả? Nhổ à. Sao không nhổ màu đen? Màu đen thì người đen cứ nổi vậy nè. Màu đen cái giống cha giống mẹ nè. Đúng. Màu đen không đẹp đâu cha. Đẹp. Vậy là con cha mẹ xấu hả? Cha mẹ tóc đen không mấy cái nổi, tóc đen mẹ. Màu đen con thích con chỉ rất là hồng. Không nhổ màu hồng có đâu đẹp quá. Vậy là thích nhổ màu hồng phải không? Con rất là nhổ màu thanh. Đen. Màu đen mới giống cha giống mẹ. Màu đen xấu. Hết có biết luôn rồi. Hôm nay đâu ra bày đặt nhuộm tóc nữa. Hôm nay đòi sơn móng tay nữa mới ghê chứ. Thôi còn nhỏ là không có được nha. Nhỏ không được điệu vậy. Lớn hả nghe. Lớn cỡ mẹ. Nào lớn cỡ mẹ đi rồi bắt đầu sơn móng tay. Sơn móng tóc. Sơn tóc. Thấy mẹ không đâu có nhộm đâu thấy chưa? Con lớn nhộm thử một lần coi. Đổi màu tóc rồi coi cái mặt tâm sao. Ừ, lớn rồi cho ta nhộm màu đen lại. Gì con? Không, màu hồng đi. Đâu có ai nhộm màu hồng sao? Không? Đây. Cắt tóc hả? Trời ơi, chưa đi cắt tóc mình ra nữa. Con muốn đi cắt tóc hả? Dạ. Rồi đi cắt tóc. Từ bữa nào kêu mẹ dẫn đi cắt tóc nha. Dạ. Tóc dài rồi, nhộm luôn. Tóc dài nè. Nhộm màu trắng giống tâm nha. Cái này là màu đen. Con muốn nhuộm màu trắng không? Dạ con nhuộm cho giống em. Cái này màu trắng. Con muốn nhuộm màu gì? Màu đen. Màu đen. Màu trắng. Màu trắng. Màu trắng. Chưa có hư hả? Con này hư con xài được nha. Ba anh em hồi cầm đèn đi chơi vòng vòng đi. Sao là nhà trường có cho đó mà. Con chơi bằng đèn cầy á, còn nhỏ chơi đèn cầy. Hôm qua trung thu trời mưa quá ông bà cô chú ơi. Hôm qua con chào ông bà quá, cô chú. Không có chơi trung thu được luôn. Bữa nay qua trung thu thì trời không có mưa. Con thấy mua trúng được cái này gì vậy? Hả? Cái này gì? Cái này là con gì hả? Con gì không biết chứ ba không biết hỏi Tâm á con. Hỏi Tâm con gấu à. Chứ ba không biết tên. Con biết cho mà. Cái gì mà con gấu? Con gấu hả? Happy Bala. Đâm chuột lan nước á. À chuột lan nước. Trời ơi gần quá, Tâm gần quá Tâm ơi. Con có con gấu rồi. Con của con là con gì? Con có con gấu à. Ủa sao giống con này vậy? Giống tên con này vậy? Hả? À, con gấu của ba bố mua giống con này nè. À. Nó khác mà hơn nên con đưa chỗ lên nước hết á. Nó khác mà hơn. Hổng màu phú xuống còn mừng không? Có mừng gì đâu. Chúng ba tất cả mừng sao? Sao không? Đi liêu hai Tâm. Tết trung thu mà không được cầm đèn trung thu đi chơi kìa. Nhưng mấy ngày chơi
vui mà. Em còn biết hát luôn á. Dữ vậy đó hả? Dạ. Hát cho bà cô chú nghe coi. Em thôi rước đèn đi chơi. Em rước đèn đi khắp bờ vườn. Lòng đèn xa với đèn trong tay. Em rước ca trong anh trăng vàng. Hết chưa? Hết rồi. Hay quá. Có nghe tâm em hát đâu? Rồi tâm em hát lại. Tâm thư em rước đèn đi chơi. Em rước đèn đi khắp khu vườn. Lòng vui sướng với đèn trong tay. Em bước ca trong anh trăng vàng. Tần tăng quá giỏi. Bây giờ nè, hát hai đứa hát một lượt với nhau. Cha mở đèn này, cái cha tắt đèn kia cho nó sáng lên. Bắt đầu vỗ tay hát nha. Dạ. Yeah. Rồi. Hát nghe. Dạ, dạ. Rồi. Ta đã chăm thơ, em rước đèn đi chơi. Em rước đèn đi khắp bờ vườn. Làm đèn xa với đèn trong tay. Em bước ca trong anh chàng già. Ba cho con làm màu dễ sợ. Ấy rồi chú nuôi rồi phải tắt đèn vậy mới sáng mới đẹp. Ba vậy cũng vui ha Tâm ha. Dạ cũng vui quá. Hôm nay là qua Trung Thu rồi ông bà cô chú ơi. Chơi trong nhà. Tao đốt đèn đi khắp phố phường thì Tâm thì đốt đèn trong nhà. Đi khắp nhà luôn, đốt đèn đi khắp nhà luôn ha Tâm ha. Dạ. Thì bà nội đâu rồi? Dạ bà nội trong phòng. Phòng hả? Dạ. Tí kia bà nội ra ăn nha. Hôm nay bà nội chơi về chơi với Tâm được có một ngày nữa là mai đi sớm rồi. Để bữa nay ngày gồng để cho món ốc. Hồi chiều gồng có đi chợ thấy ốc ngon quá hôm mua về hấp hành tiêu cho bà nội ăn. Chứ không biết để bà nội cái gì hết trơn. Ốc bu đen hành tiêu nè bà cô chú. Ốc bu đen hành tiêu đó mẹ. Ừ, nhà Tâm Tâm đảo ốc. Lúc nào cũng ốc với ốc. Sao không ăn? Không có găng nhai gì. Đúng rồi mẹ. Đây hai đứa ngủ nội vô ăn ốc. Con ngủ rồi mà nội không chịu. Nội không chịu hả? Hai đứa đi. Nội Tâm nội đâu? Chứ nội ra ăn ốc. Rồi mời ông bà cô chú ăn ốc nha. Ăn ốc với nhà Tâm Tâm nha. Mày mẹ ăn Tâm Tâm. Má hả? Con mời nội chưa? Mình mẹ ăn ốc. Bạn có thích ăn ốc nên là con xin lúc. Con đút nội ăn hả? Dạ. Con muốn thích ăn ốc. Vậy là con ngồi con để cho nội ăn thôi nha. Dạ. Ai mua lại cho con vậy? Dạ cái này em mua. Cha cha mua một cái rồi mẹ mua một cái nữa thành hai cái. Mẹ mà con chú ăn. Phải mà con chú ăn ốc cùng nhìn con nha. Ốc hầm tiêu chấm móng gừng bà cô chú ơi. Đây, đừng đậm cho ăn cái đồ ngọt đừng đậm. Cho mày đâu ăn hả con? Mua cho mẹ. Cho mày đâu ăn đâu. Nóng hả con? Dạ. Nóng hả? Nóng. Cái nước mắm không mẹ? Đây, nước chấm. Wow, nước mắm. Đây. Nước mắm. Tâm mẹ sắc giảm. Đi mẹ. Ốc hồi chiều thì gồng cũng đã ngâm lâu lắm không bà cô chú? Có còn nó nước nè. Cái này còn hơi nóng hả? Đang lấy điện xíu rồi ăn cho nguội. Nóng quá sao Tâm ăn được ta? Đúng rồi ha. Con mời bà cô chú nha. Ăn. Ông sao tới ăn không nghe Long nói chuyện ta? Dạ. Ốc này ngon, ngọt. Cay không? Đâu có cay đâu. Nãy mẹ không có tiêu nhiều. Với lại là hơi khó đầm vô xíu. Con mất cho mẹ ăn nguyên. Mẹ gấp vô con. Nghiệp, tội nghiệp Tâm em không ai dòm ngó gì tới hết trơn. Tại vì Tâm em mới ăn quá mẹ. Con ngồi con lễ không mà con nói Tâm em mê ăn. Tâm chị ăn không được cho nên ngồi lễ cho nội ăn không à. Ngồi Tâm chị quá, Tâm em thì... chị Tâm em không lễ cho nội ăn. Hả? Rồi con ăn không được thì con ngồi con lễ ăn nội ăn đi. Tâm này khó lễ. Nè, nó chỉ cho lễ nè. Kìa mẹ, mẹ đút nữa kìa. Tâm em ăn mấy cái này. Mẹ hả mình ăn nè. Trời ơi. Há bự lên. Ngon không? Ngon không? Ngon. Nghe đứt không? Dạ. Cái miệng nháo mình sao quay cho mẹ chú coi. Ốc này thì nó cái giá của nó mắc hơn ốc bùi vàng nha bà cô chú ơi. Mắc hơn cái ốc mà hôm trước thằng May kéo về á. Cái giá này ở đây bán ốc này tới 40 ngàn một ký. Còn ốc của May mà đi kéo về thì chỉ có 2 ngàn ký thôi không được.
Giá là trên lệch rất là khủng khiếp. Con Đức mẹ ơi. Con Đức hả? Con Đức. Con Nghiệp nhỏ không có găng mà cho ăn ốc bự rồi sao rồi ăn. Em đi ra coi. Ốc này mẹ nuôi mua về đãi nội phải đãi Tâm đâu. Tâm hồi có muốn ăn khác. Con lựa con nhỏ nhỏ cho em thôi. Con này nhỏ mẹ. Ờ. Mẹ cắm Đức. Bỏ vào đây nè con, bỏ vào đó. Cho mấy con nè. Ồ, ngon quá. Mẹ chồng. Mẹ đút cha, mẹ đút chồng. Mẹ đút cha. Vợ chồng nhau. Con mới nói gì Tâm chị? Vợ chồng đút nhau. Mẹ đút cho cha của con mà. Mẹ sợ cha của con đói thèm. Đức ơi. Đức ơi, con đút cho nè. Đức chưa? Đức chưa? Đức rồi, nhưng con đút cho. Hay quá. Vậy là lựa con nhỏ nhỏ con ăn được phải không? Đây, mẹ đút con nè. Con này nó bị gì vậy? Thì con nhiều mẹ. Con nhiều quá không tiêu. À, con cũng đâu có dám ăn nhiều đâu. Tại trong tô còn có 4 con. Còn tô nữa rồi con. Ngon quá trời. Tô lên nè. Nè. Trung thu em góp đèn đi chơi. Ăn uống xong rồi đó bà cô chú. Mặc dù là trung thu hơi muộn nhưng mà bữa nay cũng gắng dẫn cho hai đứa đi. Đi dạo vòng vòng. Đi ra tuốt ngoài đường mà kia tối tối chơi mới vui. Nha. Yeah. Đó, đi vòng chơi. Thôi vậy chào tạm biệt bà cô chú đi. Cha con, ba cha con đi chơi. Đi 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 đoạn quay đây. Quay cho bà cô chú coi đi cái đoạn đường tới tối này nè. Ê, chơi trung thu là phải tối vậy nè. Bà cô chú coi nha. Thấy chưa? Thấy không? Ở đây thấy không? Thấy thấy được hai cái đèn. Dẫn điền xíu cho có không khí trung thu đi. Nhưng mà cô chú. Nhưng mà mấy bay mà cô chú đi. Mấy bay rồi mình mới đi. Đi vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây mới thấy được. Ba cho con lại bỏ đi vô nhà nội đi. Ừ, rồi bye bye. Bye bye bà cô chú. Bye bye cô chú nha. Đi, chơi. Chơi chơi thôi. Con đi chơi rồi. Chơi đi, bye bye. Rồi, gia đình Tâm Tâm chào tạm biệt con bà cô chú nha.